lan tỏa. Khi đất nước cần những người nơi tuyến đầu, bất chấp hiểm nguy, tạo thành lá chắn thép vững vàng bảo vệ an toàn cho xã hội, những cán bộ công đoàn, đoàn viên ưu tú đã không từ nan do dự mà tình nguyện xung phong. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo nhiều nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Anh không về vì tổ quốc đang cần, chào em yêu đồng đội anh đang đợi một niềm tin ngày mai chiến thắng. Hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi, vì tổ quốc em ơi hãy đợi cùng quyết tâm đồng lòng em nhé, một niềm tin ngày mai.